Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, quý vị khách quý thân mến, xin cho phép tôi được chia sẻ với anh chị em giáo dân đôi điều. Bởi trong suốt tuần này, Hội Thánh Công Giáo chúng tôi long trọng mừng biến cố trọng đại nhất trong niềm tin của Kitô giáo, đó là Chúa phục sinh để cho muôn người được sống. Giống như ông Nguyễn Gia Kiểng là chủ tịch của hội tập hợp dân chủ đa nguyên ở Paris trong ngày Chủ nhật vừa rồi, có theo dõi ông viết trên Facebook của mình một đoạn ngắn về mầu nhiệm phục sinh. Trong đó ông Nguyễn Gia Kiểng nói một câu làm chúng tôi chú ý. Bởi ông Nguyễn Gia Kiểng thì không phải là người theo đạo Công giáo. Trong bài viết của mình, ông nói đến niềm tin vào Chúa phục sinh của những người Công giáo. Đó là niềm tin vào sự tất thắng của công lý và tình yêu. Tôi cho rằng ông đã có một nhận định rất khách quan, và đó cũng là sứ điệp của mùa phục sinh mà Hội Thánh Công giáo muốn công bố cho con cái của mình. Bởi cuộc sống nếu chấm dứt ở cái chết, nó trở nên vô nghĩa. Cuộc sống phải được phục sinh, con người phải được phục sinh. Và sự phục sinh ấy nó cũng phải được thể hiện và được bắt đầu trong cuộc sống trần thế. Toàn bộ sứ điệp của mùa phục sinh mà Hội Thánh qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu muốn công bố cho chúng ta, thưa anh chị em, đó là niềm tin vào sự tất thắng của sự thiện trên cái ác, của công lý trên bất công, của tình yêu trên hận thù, và cuối cùng là sự chiến thắng của con người trước cái chết, để rồi họ đi vào trong sự sống viên mãn mai sau trên nước thiên đàng. Tuy nhiên, để có được sự phục sinh cuối cùng thì điều quan trọng mà mầu nhiệm phục sinh muốn gửi đến tất cả chúng ta, đó là Chúa đi vào đời, Ngài đã chết để làm hồi sinh mọi mối tương quan trong cuộc sống con người. Chúa phục sinh là để làm hồi sinh cuộc đời này cho những ai dám đặt tất cả niềm tin của mình vào nơi Người. Tuy nhiên, để có được sự hồi sinh thì mầu nhiệm phục sinh mà chúng ta được Hội Thánh đọc lại trong các trình thuật tin mừng trong Kinh Thánh có nhắc tới ba sự kiện quan trọng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em, để chúng ta thực sự sống mầu nhiệm phục sinh hay sống niềm hy vọng Kitô giáo vào sự tất thắng của sự thiện trước sự ác, của công lý trước bất công, hay sự hồi sinh cho tất cả cuộc đời chúng ta khi chúng ta phải đối diện với một sự bất công đang chụp xuống trên cuộc đời của mình, thì chúng ta phải thực hiện như thế nào? Thưa anh chị em, khi nhắc đến mầu nhiệm phục sinh, chúng ta thấy Kinh Thánh nhắc đến ba cái biến cố, nó rất nhỏ thôi, nhưng nó lại mang đầy ý nghĩa, là gợi ý cho tất cả chúng ta, những người tin vào đấng phục sinh hôm nay được mời gọi dấn bước để làm hồi sinh cuộc đời. Sự kiện thứ nhất, như anh chị em biết, Chúa phục sinh, Ngài bước ra khỏi mồ. Và để bước ra khỏi mồ thì tảng đá đã được lật ra khỏi mồ. Chính Chúa đã lật tảng đá ra khỏi mồ để Ngài bước ra khỏi mồ, để từ mồ, ngôi mộ ấy, Ngài đi vào giữa cuộc đời. Thưa anh chị em, trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều những nấm mồ đang chụp xuống cuộc đời của mình. Một trong những nấm mồ mà đã được các đức giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ rất rõ trong bản góp ý sửa đổi hiến pháp năm 2013. Nếu anh chị em nào để ý những lời góp ý đó, thì chúng ta phải thấy đâu thực sự là nấm mồ mà chúng ta phải đập bỏ để làm hồi sinh dân tộc Việt Nam, để làm hồi sinh đất nước này, để làm cho con người thực sự không bị sự chết trói cột
không bị những nấm mồ đè nặng trên cuộc đời, làm cho cuộc đời bị chôn vùi trong cái chết. Anh chị em biết ngôi mồ là nơi chôn vùi cái chết. Chúng ta muốn sống thì phải bước ra khỏi mồ. Và ngôi mồ lớn nhất chính là điều 4 hiến pháp mà Hội đồng Giám mục đã chỉ rất rõ trong bản hiến pháp, trong bản góp ý sửa đổi hiến pháp của mình. Tôi không nhớ ngày 1 tháng 3 năm 2013, bản góp ý đó hiện nay còn đang ở trên mạng. Các đức giám mục nói rằng cần phải bỏ đi điều 4 hiến pháp, bởi chính điều 4 hiến pháp đã làm băng hoại dân tộc và đất nước này. Điều 4 hiến pháp đã bóp nghẹt tự do lương tâm con người, khiến con người đánh mất đi tất cả những khả năng từ bên trong của mình. Điều 4 hiến pháp đã tước đoạt mọi quyền sống của con người, đã áp đặt lên cả cái dân tộc này một ý thức hệ, làm cho tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống rơi vào một cuộc khủng hoảng và bị đè nén, khiến cho chúng ta bước đi trong sự tăm tối. Từ việc giáo dục, mấy hôm nay anh chị em để ý, chúng ta thấy nền giáo dục của chúng ta thực sự đã đi đến tận cùng của sự băng hoại. Từ chuyện cô giáo bắt em học sinh lớp 3 uống nước rẻ lau bàn, anh chị em để ý ở dưới Hải Phòng, hay các học sinh sau kỳ thi đã rượt thầy giáo của mình và đâm cho lòi ruột, rồi bao nhiêu những câu chuyện khác, nó cho thấy hậu quả chính là có một ngôi mồ chụp xuống trên dân tộc này, chính là ý thức hệ vô thần được thể hiện một cách cụ thể nơi điều 4 hiến pháp. Đồng thời với việc kêu gọi nhà nước bỏ đi điều 4 hiến pháp thì các đức giám mục Việt Nam cũng đề nghị chính quyền phải gọi là tổ chức hay là xây dựng một chính thể mới mà trong đó tam quyền phân lập được phân minh rõ ràng. Nếu không có cái tam quyền phân lập thì đất nước này không thể bao giờ ngừng mặt lên được, sẽ chẳng có sự hồi sinh nào cho dân tộc ở đất nước chúng ta, thưa anh chị em. Sở dĩ tôi nói đến nấm mồ này là bởi vì tôi muốn nhắc đến sự hy sinh của các gia đình, các anh chị hôm nay có mặt ở nơi đây, của luật sư Nguyễn Văn Đài, của ký giả Trương Minh Đức, của luật gia Nguyễn Bắc Chuyển, của mục sư Nguyễn Trung Tôn, của kỹ sư Phạm Văn Trội, của cô Lê Thị Thu Hà và rất nhiều những anh chị em khác, đặc biệt là nhóm các anh chị em trong hội anh em dân chủ. Những anh chị em này cũng không đòi điều gì khác ngoài những điều mà các đức giám mục chúng ta đã yêu cầu nhà nước phải thực thi, đó là bỏ đi điều 4 hiến pháp, cũng như yêu cầu phải xây dựng một đất nước tam quyền phân lập để cho người dân được hưởng mọi quyền tự do của con người. Có như thế thì dân tộc và đất nước mới có thể tiến bộ được. Thế thưa anh chị em, chúng ta mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta mừng mầu nhiệm Chúa Phục sinh, Chúa đi ra khỏi mồ, và chính hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta phải can đảm đập tan mọi thứ mồ chôn dân tộc chúng ta. Thứ mồ chôn làm cho chúng ta không thể nào có thể được tự do để đọc cống hiến những gì chúng ta có thể cống hiến được cho dân tộc, cho đất nước này. Sự kiện thứ hai mà liên quan đến mầu nhiệm phục sinh mà chúng ta được Kinh Thánh nhắc đến, đó là khi chứng kiến Chúa Giêsu phục sinh, những chứng nhân là các môn đệ cũng như các chị phụ nữ hằng theo Chúa Giêsu đã chứng kiến một sự kiện lạ, đó là khi họ đến mổ trống thì họ thấy những tấm khăn liệm được quấn lại xếp sang một bên. Thưa anh chị em, để có sự hồi sinh hay để sống thực sự mầu nhiệm Chúa đã phục sinh, hay là để chúng ta có thể can đảm vượt qua mọi thách đố, mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh như thế, bịt kín cuộc đời mình lại, như thế có một nấm mồ vùi dập cuộc đời chúng ta, thì chúng ta cũng phải quặn lại tất cả những tang chế đang làm cho chúng ta thất vọng hoặc suy sụp tinh thần. Thưa các chị thân mến, chúng ta không thể để cho những bản án bất công 15 năm, 13 năm, 12 năm, 9 năm, 7 năm dành cho những người thân của chúng ta vùi dập chúng ta. Chúng ta không được phép thất vọng về tất cả những gì đang diễn ra.
Và chính lúc này là lúc mà tất cả chúng ta cần siết tay nhau lại. Tất cả chúng ta cần phải khẳng định sự thiện sẽ thắng sự ác. Chúng ta phải sống một niềm hy vọng cho tương lai như chính Chúa đã phục sinh. Chúng ta phải quặn lại tất cả những gì đang làm cho chúng ta suy yếu, đang làm cho chúng ta trở nên nhu nhược, đang làm cho chúng ta mất đi tất cả những định hướng sống của mình. Hãy quặn tất cả khăn tang lại và hãy bắt đầu một hành trình mới ngày hôm nay trong chính cái đau thương này, để sự đau thương ấy sẽ là sức mạnh lớn cho chúng ta, để làm nền cho chúng ta bước đi. Thưa anh chị em, đó là điều thứ hai hôm nay tôi muốn chia sẻ trong ngày chúng ta cùng với các gia đình, các tù nhân lương tâm đến tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho người thân của mình. Điều thứ ba mà mầu nhiệm phục sinh luôn luôn nhắc chúng ta và cho chúng ta thấy, thưa anh chị em, đó là sự kiện khi Chúa Giêsu phục sinh hiện đến với các môn đệ, Ngài luôn cầu chúc bình an cho họ. Đặc biệt là Kinh Thánh nói rằng Đức Giêsu đến giữa họ, giữa các môn đệ khi họ đang rất sợ hãi, khi họ đang đóng kín cửa phòng của mình lại, không dám ra ngoài. Chính ở trong thời điểm như thể thất vọng hoàn toàn đó, Chúa đã đến ở giữa họ và ban bình an cho họ, đồng thời sai họ đi vào giữa lòng cuộc đời để họ công bố sứ điệp phục sinh cho tất cả mọi người. Đối với chúng ta hôm nay cũng vậy. Chúng ta mừng mầu nhiệm phục sinh là để tất cả chúng ta mở bung cánh cửa của mình để đi vào đời, mở bung cánh cửa của mình để đi gieo một niềm hy vọng mới cho mọi con người trong cuộc đời này, để cho họ không thất vọng về cuộc sống đôi khi rất tăm tối. Trái lại, từ chính sự tăm tối đó, họ vẫn thấy được mầm của hy vọng và ánh sáng từ phía trước đang mời gọi họ bước tới. Đặc biệt là tất cả chúng ta phải mở cửa để cho những điều tốt đẹp có thể ùa vào nơi chính chúng ta, để chúng ta có thể gặp gỡ, đối thoại với tất cả mọi con người ở trong cuộc đời này, như chính Chúa Giêsu đã mở cửa trời để xuống ở giữa nhân loại. Và chính từ nơi mầu nhiệm phục sinh, Ngài cũng sai các môn đệ đi vào giữa lòng đời. Tiếc rằng, thưa anh chị em, như Đức cha Nguyễn Khảm đã từng nói, nhiều khi chính giáo hội chúng ta tiếp tục đóng cửa mà không chịu mở cửa để tất cả chúng ta bước vào cuộc đời. Hoặc là chúng ta có mở cửa, nhưng mà đôi khi chúng ta mở cửa để bắt tay với thế quyền, để thỏa hiệp với những nhóm người vô đạo. Chúng ta thỏa hiệp với họ để tìm kiếm những lợi ích cho riêng mình mà không nghĩ đến những lợi ích cao xa và rộng lớn hơn. Đó chính là lợi ích của đồng bào, lợi ích của những con người cùng khổ, của những con người thua thiệt trong xã hội. Thưa anh chị em, Hội Thánh đến và hiện diện giữa thế gian này là cho những con người đó, những con người bị thua thiệt giữa xã hội, những con người bị oan khiên, những con người vì lý tưởng của tin mừng mà phải trả giá đắt, thì hôm nay Hội Thánh phải mở cửa và đồng hành với họ, để cùng đi với họ và để cùng họ gieo giao giảng một niềm hy vọng mới cho dân tộc, cho những con người, cùng chia sẻ một sự sống và một vận mệnh cho chung của tất cả chúng ta. Thưa anh chị em, hôm nay trong ngày chúng ta cùng Hội Thánh mừng lòng trọng mầu nhiệm Chúa đã phục sinh, cùng hiện diện với các gia đình, các tù nhân lương tâm vừa phải ra tòa và bị áp đặt những bản án bất công từ nhà cầm quyền, tất cả chúng ta cùng được mời gọi sống cái niềm tin vào sự phục sinh, niềm tin tất thắng rằng sự thiện sẽ thắng sự ác, công lý sẽ thắng bất công, niềm tin tất thắng của công lý giữa xã hội này. Nhưng điều quan trọng là tất cả chúng ta phải đồng lòng cùng nhau để đập tan nấm mồ đang che phủ cuộc đời chúng ta. Đó là nấm mồ của ý thức hệ, đó là nấm mồ của những thể chế tước đoạt quyền tự do của con người, đó là nấm mồ của sự ích kỷ nơi mỗi người chúng ta. Chính nấm mồ ấy làm cho chúng ta không nhắm đến công ích mà chỉ nhắm đến tư lợi. Và khi con người chỉ nhắm đến tư lợi thì mọi
chia rẽ sẽ bắt đầu diễn ra. Khi đó chúng ta sẽ không còn một sức mạnh đủ để có thể cùng nhau đập tan những nấm mồ. Trái lại khi đó, chính chúng ta đang tự nhốt mồ, nhốt chúng ta vào những nấm mồ khác. Đó là những nấm mồ của sự chia rẽ, của sự hận thù, của sự bất công. Những nấm mồ ấy sẽ làm triệt tiêu mọi hy vọng của chúng ta. Tin tưởng vào Chúa Đấng Phục Sinh đang sống và hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta cầu chúc cho nhau những điều tốt lành và xin Chúa tiếp tục ban ơn để cho chúng ta mạnh mẽ, vững bước tiến vào cuộc đời. Xin cho chúng ta tiếp tục cùng với những anh chị em đã phải trả giá cho công bằng, cho công lý, cho những hy sinh, đặc biệt cho các anh chị em trong hội anh em dân chủ. Xin cho tất cả chúng ta tiếp tục cùng họ gieo mầm ơn phục sinh cho đất nước này, cho dân tộc này bằng những đóng góp cụ thể của mỗi chúng ta, bằng việc hướng dẫn, hướng về những anh chị em đau khổ, bằng việc chia sẻ những ân sủng mà Chúa ban, nhất là bằng việc cùng giúp đỡ những anh chị em đang gặp những hoàn cảnh bất công, chia sẻ với các gia đình để các anh chị vẫn tiếp tục vững mạnh trên con đường mà người thân đã để lại. Xin tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.